Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tam trụ yếu, trụ rung lắc, trụ mất đà, trụ quá già, còn lại Chủ tịch Quốc hội thành ngư ông đắc lợi. Tình hình tứ trụ thay đổi từng năm, mới thế đại hội 13 ông Huệ thất thế trước ông Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Chiếc ghế Tổng Bí thư lúc đó xem như là tài sản riêng của ông Tổng Trọng, không ai được đụng đến. Với quyền lực lớn có được từ chiếc ghế Thủ tướng, ông Chính đã vung vít quyền lực để xây dựng sức mạnh. Tuy nhiên, qua gần 2 năm ngồi chiếc ghế Thủ tướng, ông Chính đang dần đánh mất lợi thế mà ông đã giành được ở đại hội lần thứ 13 trước đây. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước đang rung lắc dữ dội. Qua dịch Covid-19, uy tín của ông Thủ tướng trong đảng rất thảm hại. Ông Chính có lỗi chỉ đạo, đấy là lỗi rất lớn với vai trò là người đứng đầu chính phủ, với hơn 40.000 sinh mạng người dân Việt Nam trong cả nước đã chết vì đại dịch Covid. Ông Thủ tướng không thể phủ trách nhiệm trong vấn đề này. Đấy là lỗi chỉ đạo, còn lỗi lớn nữa là để quản lý cho công ty Việt Á bán hàng loạt bộ kit xét nghiệm rởm cho người dân, để các bộ trưởng thông đồng với Việt Á trục lợi trước sự khốn cùng của nhân dân cả nước. Còn ông Chủ tịch nước thì bề ngoài như không liên quan đến chỉ đạo chống dịch. Tuy nhiên, đằng sau được cho rằng là sự bê bối bởi chính vợ ông đã có dấu hiệu liên kết với công ty Việt Á mua kit xét nghiệm từ Trung Quốc nhập về bán thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Vụ này có thể làm cho chiếc ghế của ông Chủ tịch nước lung lay thêm rất mạnh. Còn ghế Tổng Bí thư là chiếc ghế độc tôn dành cho ông Tổng Trọng. Tuy nhiên, ông Trọng đã quá già và đến cuối nhiệm kỳ ông Tổng đã ngoài 80 tuổi. Chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ trống và nhiệm kỳ tới cuộc đua bắt đầu được tính từ ngày hôm nay. Với ông Chủ tịch Quốc hội, chiếc ghế Chủ tịch nước không phải là mục đích mà ông, mà chủ mục đích là chiếc ghế cao nhất, là chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Cho đến nay, nhờ ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền, ông Huệ đã tránh đi hậu quả của cuộc chiến chống đại dịch Covid thất bại mang lại. Tuy vậy, trong bốn trụ của tứ trụ triều đình thì trụ Chủ tịch nước đang lung lay, trụ Thủ tướng đang mất đà, trụ Tổng thì đã quá già, còn lại trụ Chủ tịch Quốc hội là đang được ngư ông đắc lợi. Đây là hình ảnh trụ Thủ tướng mất đà so với trụ Chủ tịch Quốc hội. Nếu không có Covid thì ông Thủ tướng sẽ mạnh lên không gì cản nổi, sẽ bỏ xa đối thủ đang ngồi trước ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, vì dính đến sai phạm nghiêm trọng trong công tác chống dịch, ông Thủ tướng đã mất đà và từ này phía sau, ông Huệ đã vượt lên bắt kịp ông Thủ tướng trên con đường chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ tới đây. Vào kỳ họp Hội nghị Trung ương 10 sắp tới là kỳ luận tội các cá nhân sai phạm, vấn đề là phải vận động làm sao để chân trụ Thủ tướng bị luận tội thì cơ hội cho ông Chủ tịch Quốc hội mới lớn thêm được. Bởi nếu Bộ Chính trị không ra kết luận sai phạm cho ông Thủ tướng thì đấy là thất bại cho phe Chủ tịch Quốc hội. Bởi nếu đấu tay đôi, Chủ tịch Quốc hội không có khả năng đấu ngang vì trong tay không có thực quyền. Chỉ có nhờ Bộ Chính trị dán mác thê quy định nguyên tắc tập trung dân chủ thì lúc đó ông Huệ mới có cơ hội vươn lên để đạp ông Thủ tướng. Đánh giá cho kỳ họp đại hội sắp tới, giới thạo tin cho biết ông Chủ tịch Quốc hội đang có cơ hội rất lớn để ghi điểm trên đường đua tới chức Tổng Bí thư. Với trường hợp của ông Chủ tịch nước xem như hết cơ hội tranh đua. Vấn đề của ông Chủ tịch nước là lo giữ ghế, đừng để cho bị về hưu giữa nhiệm kỳ, chứ không còn có khả năng chạy nước rút với hai trụ còn lại. Đây là hình ảnh trụ Tổng Bí thư quá già. Cuộc chiến cung đình đang rất gay gò, thế trận đổi thay đôi khi chỉ trong vài ngày chóng vánh, phụ thuộc vào kết quả đốt lò của ông Trọng. Chân của ông Trọng không ai lật được, chỉ có ông về vườn hay không, chứ không ai có thể hất ông ra khỏi ghế. Mà biết đâu tới nhiệm kỳ sau, ông Tổng bỗng dưng lại nói tao khỏe có chi mồ, rồi ngồi lì lại tiếp chức ghế quyền lực cao nhất, thì các trụ còn lại cố đấu nhau chí tử, chẳng ai thắng, không ai được gì. Không biết được khả năng của ông Tổng bám ghế tới chết hay không, còn có khả năng các trụ còn lại có thể lật ngược thế cờ, chúng ta phải đợi thêm thời gian sẽ biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Chủ tịch cố ém liên quan của vợ tới Việt Á
vào hồi tháng 6 nhưng đã bất thành. Với vai trò là chủ tịch nước, ông Phúc đã đăng nổ lên truyền thông tỏ ra quan tâm đến vụ Việt Á như là một nguyên thủ có trách nhiệm. Tuy nhiên, bề ngoài thì quan tâm việc triệt phá vụ án, nhưng bên trong thì lo vụ án làm đổ bể càng ngày càng lớn hơn. Còn nhớ vào ngày 21 tháng 6, ông chủ tịch nước đã cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 2, tiếp xúc với cử tri quận 1 sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2025. Tham dự lúc đó còn có ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực của Ủy ban Quốc hội và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1. Đây là hình ảnh mới bắt được Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh mà ông chủ tịch vội kết luận. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri chất vấn về vấn đề xây dựng hệ thống y tế cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những sai phạm của ngành này trong thời gian gần đây. Ông Phúc đã khẳng định vi phạm trong ngành y tế đã được xử lý nghiêm, nghĩa là Trung ương đã bắt được Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh là xem như xong. Tuy vậy, trên thực tế, nếu vụ án tới đó dừng thì vẫn chưa thể nghiêm, bởi vì còn đó ông Vũ Đức Đam chưa được nhắc đến. Ông Vũ Đức Đam là người sai phạm rất rõ ràng, tuy nhiên đằng sau Việt Á còn có gia đình ông Phúc. Nếu kết thúc điều tra ở đây thì xem như ông Phúc thoát nạn. Nhưng đời lại không phải như là mơ. Sau kỳ họp Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 đã cho thấy phe của ông Tổng không chịu dừng khui vụ Việt Á. Vì vậy, ý muốn của ông chủ tịch nước xem như thất bại hoàn toàn. Chỉ mới bắt có Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh đã mà xem như hết vụ án thì ông Tổng đã bỏ sót những con cá gọc. Thực ra, ông chủ tịch chỉ có khả năng ém bằng miệng. Ông không có khả năng hành động để làm đứt mạch điều tra, bởi vị trí của ông là chủ tịch nước không còn thực quyền. Lỗi là do ông đã để mất chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực vào tay đối thủ, nên giờ đây ông không còn được công cụ đủ mạnh để che đậy nữa. Đây là hình ảnh vợ ông sẽ làm ghế chủ tịch Phúc lung lay dữ dội. Còn nhớ vụ án mạng tại trường Gateway vào năm 2019 đã làm rùm beng lên vụ con gái ông Phúc có giữ cổ phần trong ngôi trường tai tiếng này. Tuy nhiên sau đó ông Phúc đã ém rất êm vụ này, không ai được nhắc đến nữa. Nguyên nhân là do ông có tay rất nhiều quyền lực, cả bộ máy chính phủ trong tay ông dư sức che đậy tiêu cực của gia đình. Tuy nhiên giờ đây ông không còn quyền lực như xưa nữa nên không có khả năng nhận chìm xuồng các vụ án. Vụ Việt Á được khui từ cuối năm 2021, tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn còn đang khui tiếp. Đáng nói là vụ án này như lò lửa, cứ bùng cháy từng đợt và sau đợt sau lại cháy to hơn đợt trước. Hồi tháng 5 không ai nghĩ Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh có thể bị bắt bỏ tù. Cùng lắm là thuyên chuyển, tuy nhiên thực tế thì xảy ra hai ông này đã bị bắt cho vào tù. Ông chủ tịch chưa tới được lượt nhưng không thể rung đùi ngồi đó, khi mà người chủ trương khui vụ này lại là ông Tổng. Với ông chủ tịch, cố ém là không thành công. Cách hay nhất bây giờ là thương lượng, dùng ghế chủ tịch của ông để thương lượng đổi lên danh tướng và uy quyền còn sót lại cho gia đình. Bằng không, ông sẽ mất tất cả. Chiếc ghế của ông hiện nay đang lung lay hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh giữ ghế hay buông là vấn đề lớn đối với ông chủ tịch. Quyền lực làm con người ta mở mắt. Thực ra nếu ông Phúc từ bỏ quyền lực sớm thì nó sẽ giải quyết êm đẹp những mâu thuẫn trên chính trường. Tuy nhiên vì bản thân còn mê mẩn quyền lực quá mà ông đã cố bám. Hầu hết trong Đảng Cộng sản không ai chịu rút cho đến khi bị hạ bệ. Người thì mất chức, kẻ thì vào tù, thậm chí có người mất mạng. Chính người tiền nhiệm của ông chủ tịch là ông Trần Đại Quang cũng đã phải mất mạng vì không chịu thoái lui sớm. Lần này không biết ông chủ tịch nước có rút ra được bài học gì hay không. Chỉ vì say quyền lực quá mà không thấy được hung hiểm cận kề. Lúc này ông Phúc kém an toàn hơn bao giờ hết.